giờ lắng nghe chỗ này quan trọng. Người giàu nhất là người biết đủ không tham. Người nghèo nhất là người cứ tham không biết đủ. Đúng không? Phật nói gọi là thiểu dục tri túc, biết đủ không tham, nằm nơi một cái gì? Cái liều tranh hai trái tim vàng, hai vợ chồng hoan hỷ vô cùng, an vui hạnh phúc, bằng lòng những cái gì sẵn có, thì người này gọi là hạnh phúc nhất. Nhưng mà thường chúng ta hay nghe nữa gọi là lòng tham không có đáy. Họ được cái nhà rồi, họ mua thêm chiếc xe, họ mua thêm miếng đất, họ cứ lấy hết trong mạng họ ra để mà họ xài. Mà khi trong mạng nó hết rồi đó, tìm không ra nữa. Chúng tôi có biết một cái ông, ông ở bên Ban Mê Thuộc quá trời giàu. Lúc chúng tôi mới xuất gia ở bên Ban Mê Thuộc á, ông giàu phải nói là ông giàu quá cỡ. Ông đi đến chùa nào á là thôi, quý thầy tiếp đón, nhưng mà ông keo quá cỡ luôn. Thay vì Phật tử bình thường người ta tới cúng 500 ngàn, ông cúng khoảng nhiêu nữa, 250 hoặc là 100 ngàn thôi. Ông không cúng nhiều, ông quá trời giàu à. Mà chúng tôi thời gian quay lại khoảng 10 năm sau là sạch bách luôn. Đứa con cái nó té xong cái nó chấn thương sọ não, nó mổ cái não, nó mang cái não ra bên ngoài để dưỡng, để làm gì không biết. Rồi gia đình cứ gặp nạn chuyện này chuyện nọ, mấy tiệm vàng bán sạch hết trơn. Thì như vậy là cái phước này không có cái đức để giữ. Hiểu chỗ này không? Cũng như cái cây nó ra trái nhưng mà cái bộ rễ của nó không có gắm sâu vào trong lòng đất để mà hút chất dinh dưỡng, mà mình không có bón phân tưới nước, cái bộ rễ nó chỉ ra trái không à, thì cái cây này chết sớm không à? Chết sớm. Cứ làm sao cho nó ra trái không à, không có lo bón phân tưới nước thì cái cây này phải chết sớm. Cũng vậy, con người mình nó cứ mô trong mạng đi làm sao tính toán mô suy nghĩ làm sao để mà có tiền, giống như là mình mô trong mạng mình ra, giống như mình bắt cái cây nó phải có trái. Nhưng mà bên đó, bên cạnh đó không có tích phước, không có tích đức, thì người này một thời gian trong mạng sẽ hết. Trong mạng hết thì sao? Ngũ tướng si hao, bệnh hoạn, làm ăn không có tiền, thân thể xấu xí, chết trước tuổi thọ. Và người ta không tin tưởng mình nữa. Vì vậy cho nên nếu con người đó làm sao giảm thiểu được lòng tham, cái định lý nó lạ kỳ cái chỗ này nè. Lắng nghe nè. Không cần tiền, cứ làm tròn bổn phận và không để ý đến cái chuyện tiền bạc. Không để ý tức là mình không có tìm cách mưu mô tính toán, mà mình làm cho tròn bổn phận, mình làm cho hết cái trách nhiệm thì chuyện tiền nó có. Còn cái người mà họ không có làm tròn bổn phận, hết trách nhiệm với một cái nghề nghiệp của họ, mà họ suốt ngày cứ nghĩ làm sao có đồng tiền nhanh nhất đến với họ, thì người này thế nào cũng gặp nạn. Quý vị công nhận chuyện này không quý vị? Thế nào cũng gặp nạn. Người đời người ta hay nói làm sao? Tiền là tiên là Phật, tiền là sức bật của lò xo, tiền là thước đo của lòng người, tiền là nụ cười của tuổi trẻ, tiền là sức khỏe của ông già. Ông già đi lụm khụm không có tiền, mệt vậy mà đứa con đưa vô cái là khỏe liền. Vì cái đồng tiền mà nó chém giết nhau, vì cái đồng tiền mà mất hết đạo nghĩa, vì cái đồng tiền mà cha mẹ phải chia lìa xa nhau. Con thầy ở khu chuyên tu nói mẹ con mượn tiền bà ngoại, bà ngoại cho rồi mượn xong rồi mẹ con không trả, hai mẹ con từ nhau luôn. Cũng vì đồng tiền mà hai mẹ con từ nhau luôn. Cho nên Ấn Tổ dạy lắng nghe nè, chỉ có hai cái điều này nó làm cho con người khổ đau. Từ nơi cái lòng tham, thứ nhất tham sắc, thứ hai tham tài. Hai cái này mà nó làm cho con người khổ. Và thêm hai cái nữa là thuận và nghịch. Cái gì nó thuận mình thì mình rất là vui, mà cái vui của cái thuận đó nó cũng là phiền não. Cái tâm mình nó động á,
Và cái gì không thuận lòng mình là nó nghịch lòng mình, là bắt đầu mình buồn, mình khó chịu, bực tức. Và thêm hai cái nữa là sắc và tài. Hai cái đó nó giết con người. Mà phàm phu mà để tránh hai cái điều này hơi khó. Nếu mà không có biết nhân quả, nếu mà không có học lời dạy của thánh tiên hiền, nếu mà không có biết gọi rằng là tích lũy công đức để mà hướng đến cái chuyện niệm Phật cầu vãng sanh á, thì thường những người này họ rơi vào vô hố sâu vực thẳm, rất khổ đau. Vì lòng tham không được cho nên nó nổi sân lên. Lòng sân bực tức rồi họ sẽ làm đủ chuyện sai trái, khởi lên lòng si mê. Cho nên ba cái ý niệm này nó cứ hoành hành con người mình rất khổ đau. Vì vậy cho nên tổ sư Ấn Quang khai thị này, lắng nghe. Hôm nay hành giả tịnh độ không lấy cái nhân tham để mà tích lũy nữa, không lấy cái nhân si mê để tích lũy nữa, và không lấy cái nhân sân hận để tích lũy nữa, mà lấy cái chánh nhân, đó là lấy cái quả giác của Phật A Di Đà làm nhân địa để tu hành. Làm sao? Hàng ngày họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là họ lấy cái quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành rồi. Rồi họ làm lại cái nhân địa để họ tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên. Thì họ lấy cái nhân, cái quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành rồi, họ tích lũy để họ tu, gọi là tu đức để hiển lộ tánh đức. Còn nếu lấy cái nhân của tham sân si để mà tích lũy thì người này phải đọa vào ba đường ác. Còn nếu mà lấy cái quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành rồi đó, nghĩa là Đức Phật A Di Đà ngày tu vô lượng kiếp, ngày lấy bao nhiêu cái công đức vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng công đức, ngày hồi hướng trong cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng nay ông tổ ngài mới nói, hàng đăng địa Bồ Tát chưa có thể tin và hiểu hết công đức Phật hiệu. Đăng địa Bồ Tát là cấp độ nào? Từ sơ địa đến thập địa gọi là đăng địa Bồ Tát, chưa hiểu hết được cái công đức Phật hiệu. Còn hàng phàm phu chúng ta làm sao gọi là hiểu hết nổi? Thế mà vọng sanh ước đón, nói câu Phật hiệu cũng như ba ơi má ơi, một câu Phật hiệu rất là bình thường. Đó là họ chưa tin. Cho nên hôm nay chúng ta nếu mà tin được công đức Phật hiệu mà chân thật niệm đi, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, năm năm, mười năm, người mà dở ẹt như giác nhàn á, mười năm có sự thành tựu. Không, sự thật mười năm mà phải thật thà niệm, chứ không phải niệm ngày dài câu cho chơi. Cô đó có nói sao con niệm Phật mười năm mà thấy chưa có gì hết trơn à? Hỏi cô niệm sao? Kêu sáng niệm khoảng 2 tiếng, tối 2 tiếng. Họ bằng ngày bình thường có niệm không? Kêu không, thì chưa đủ. Phải niệm hàng ngày tha thiết với câu Phật hiệu. Hít vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Cái này quan trọng lắm á nghe. Giờ lắng nghe nè. Vì sao con người thọ mạng hết và chết sớm? Mà trước giờ có ai nói điều này cho quý vị nghe chưa? Giờ lắng nghe điều này nghe. Vậy mình coi thử coi mình có bị cái trường hợp như vậy hay không. Nếu mà mình có trường hợp này là mình chuẩn bị chết rồi đó. Mà chết cái điều này nó không được vãng sanh. Như thế nào là con người đó, mình gọi rằng là cái tâm thức của họ ra khỏi cái thân? Trường hợp nào? Có ba cái điều kiện. Lắng nghe nè. Thứ nhất, con người này tâm họ quá bất an. Mà bất an đến cái mức độ gọi là rối loạn tiền đình, ngủ không được nữa. Mà cái người ngủ không được này có thể họ duy trì được mạng sống, họ có thể là một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, ba năm, họ chợp mắt chút họ thức dậy. Có những người họ kêu con mấy năm con ngủ không được. Mà họ niệm có Phật hiệu họ niệm không được, niệm cũng không ngủ được luôn, không biết cách nào mà say sở. Chúng ta thì lâu lâu có một hai ngày thôi, không ạ? Nhưng mà những người này, có những người mà họ thường xuyên luôn, thì tinh thần họ bắt đầu bất an, gọi là thần họ không có chỗ an trụ, tinh thần không có chỗ an trụ.
thì thân thể họ bắt đầu gì? Xanh xao vàng vọt, là thứ nhất. Thứ hai, ăn không được nữa, ăn cái gì cũng không thấy ngon. Họ ăn mặn nhiều quá cho nên cái phước ăn hết rồi. Cái phước ăn hết cho nên thành ra dọn lên thịt thà, những món ngon mà họ nhìn họ chán chường ê chề. Cái ý nghiệp tham ăn của họ và cái nghiệp sát sanh gọi là gián tiếp ăn thịt chúng sanh đó, nó làm mất cái phước ăn rồi. Ăn không được nữa, ăn không ngon nữa. Hôm qua có hai vợ chồng ở dưới Cần Thơ, nhìn mặt mày ông hồng hào, sáu mươi mấy tuổi mà ông hảo tướng, ông đẹp quá chừng. Mà vợ nhìn thấy cũng hảo tướng, ăn chay cũng 10 năm nay, mà mỗi buổi ăn ông ăn cái nửa chén gạo lứt, toàn là ăn rau không à. Ông nói mới lần đầu ăn nó chưa quen, thấy nó hơi khó chịu, cơ địa nó không khó, nó hơi khó chịu. Nhưng bây giờ ăn rồi nó ngon, nó khỏe quá chừng luôn. Lên cúng dường cho thầy để in kinh với lại là đúc tượng Phật 50 triệu ông cúng dường. Cái điều mà họ cúng dường chúng tôi không muốn nói ở đây, mà chúng tôi muốn nói ở đây là người này ăn chay trường được. Mà khi họ ăn chay trường được, trong người họ mát mẻ, quan hỷ vô cùng. Con cái đi học nước ngoài, mọi việc đều hanh thông hết trơn. Quý vị có nghe lúc trước cha mẹ mình đẻ mình ra, hoặc đẻ đứa con ra mà nuôi không được, rồi mẹ mình cạo đầu phát tâm ăn chay, cái nuôi mình được, cái nuôi được xong rồi mình ít bệnh hoạn, cái mình khỏe lên, cái là cha mẹ mình để tóc ăn, ăn mặn lại, nhớ không? Hồi trước có mấy người, mấy bà già đó. Vì vậy cho nên con người này ăn không được nữa, là bắt đầu gì? Thân thể héo mòn, không có cái chất dinh dưỡng gì trong người nữa hết cả. Là đây là yếu tố thứ hai để con người này dẫn đến điều chết. Không biết sao bữa nay cái miệng của chúng tôi á, ăn cái thứ gì nó cũng ngon nha. Ồ, sao mà ăn cái gì nó cũng ngon, mà nó ăn mà nó ngon quá cỡ luôn á. Thì có hai cái điều. Thứ nhất, mình khuyên người đó ăn chay, mình giúp đỡ cho người đó ăn chay, và khuyên người đó phóng sanh, giúp đỡ tạo điều kiện cho người đó phóng sanh. Bữa chúng tôi hỏi thầy Thánh Tệ, bữa nay mỗi buổi ăn ở tại tỉnh thất khoảng bao nhiêu suất? Nói 700 suất. Mà ba bữa như vậy là khoảng gì? 3721, 2001 suất ăn cho người ta ăn miễn phí. Khi mà mình khuyến khích người ta ăn chay, giúp đỡ cho người ta ăn chay, tạo điều kiện cho người ta ăn chay, thì mình vừa có sức khỏe mà mình ăn lại ngon nữa. Cho nên mình về cố gắng giúp đỡ cho gia đình mình. Ông chồng cũng có muốn ăn thịt, ăn đồ gì đi nữa, mình giảm bớt từ từ cho ông ăn chay. Quý vị chưa thấy cái sức khỏe của người ăn chay dẻo dai, bền bỉ, tinh thần họ an vui, mát mẻ. Cái người mà ăn không được giống như cây mà nó không có tưới nước 4 phân, chuẩn bị chết. Dầu cho thuốc bổ gì đó nữa, truyền nước vô thời gian cũng chết. Như vậy hôm nay cái việc, hai cái việc đầu là việc thứ nhất, muốn cho mình ngủ được, tinh thần an ổn, người này phải trụ vào trong câu Phật hiệu, quan trọng vô cùng. Nếu không có câu Phật hiệu làm cái phao á, mà cuộc đời này giống như biển, nó sóng gió nó dồi dập mình á, sóng mạnh á, nó dồi dập mình á, chịu không nổi, cuối cùng buông tay ra chết. Còn có cái phao ôm nó dồi dập gì đi nữa, cũng có cái phao để ôm nó qua tới bờ bên kia. Cái phao đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cái phao đó là câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Cái phao đó là thần chú Đại Bi. Cái phao đó là cái phao của tâm linh mình. Bám vô cái đó. Tổ sư Ấn Quang là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, mà hàng ngày phải hành trì ba cái pháp này. Người niệm Phật thọ mạng sống dai, thọ mạng kéo dài. Có duyên niệm Phật sống dai vô cùng, đúng không? Người không có duyên với Phật không có niệm Phật được đâu. Niệm Phật diệt tội tiêu khiên, đặng nhiều phước đức nhân duyên căn lành. Không có duyên niệm không được. Không có duyên niệm có Phật hiểu nó lạc lẽo, mà thấy nó không có ý vị hết trơn á. Như vậy con người này muốn cho thần được an định,
thì người này phải an trụ vào câu Phật hiệu. Còn một chỗ an trụ nữa mà mình không có khả năng, đó an trụ vào trong thể tánh chân như, như như bất động, là thể tánh mình tịch mà chiếu, chiếu mà tịch á, an trụ vô đó. Nhưng mà mình bỏ quên nó, bỏ lơ nó và quên hẳn cái thể tánh này vô lượng đời kiếp đến bây giờ, để bây giờ mình trở lại cái thể tánh này, mình trở về không được nữa, khó vô cùng. Bây giờ niệm câu Phật hiệu để trở về thể tánh, an trụ vô câu Phật hiệu, thì cái chuyện này mình làm được, phàm phu mình làm được. Cái việc mà ăn á, để duy trì mạng sống, kéo dài thọ mạng, phát tâm ăn chay trường. Trong này ai ăn chay trường đâu giơ tay lên. Mấy người không giơ tay ăn gì không? Cố gắng. Ngày tháng ăn 10 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày ăn chay trường. Khi ăn chay trường rồi cái phước ăn mình nó có. Bởi vì mình không ăn thịt chúng sanh, mình không có tạo nghiệp, cho nên cái phước ăn có. Ăn cái gì cũng ngon hết trơn à. Hèn gì chùa mau hết gạo là phải không? Quá cỡ. Hỏi thầy ảnh tệ, ngày nấu bao nhiêu, ông kêu ngày 150 ký. 10 ngày hết 150 không? Vậy mà gạo người ta cúng ăn không hết. Mà cái vấn đề thứ ba quan trọng nè, lắng nghe. Vấn đề thứ ba là hơi thở, gọi là khí lực. Nó quan trọng hơn hai cái kia. Cái thứ nhất là không ngủ được có thể kéo dài 1-2 tháng, 1-2 năm, cầm cự với nó, chớp mắt với nó. Không ăn thì khoảng 49 ngày đến 100 ngày là chết, không thể hơn được nữa, không thể qua được nữa. Còn nếu không thở thì bao lâu? Bao lâu? Vài phút chết ngắt liền. Chưa tới vài phút. Mấy người mà họ chết vì tự vọng treo cổ là nhanh lắm. Bắt cái ghế lên treo cổ, đá ghế ra cái là tức thì chết ngay. Như vậy là hơi thở quan trọng hơn nữa phải không ạ? Mà hàng ngày có để ý đến hơi thở không ạ? Hàng ngày gì? Ô, mệt quá rồi, leo lên cái ngủ. Ngủ không được cái bắt đầu gì? Khó chịu trong người. Mà không biết nguyên do từ đâu. À, không biết nguyên do từ đâu. Nguyên do là thiếu không khí trong não. Giờ đây có ai hít thở không? Tối ngủ không có hít sâu vô cho nó đủ cái không khí, nó lưu thông trong não, trong cơ thể của mình. Cái vận hành của khí nó không có lưu thông, nó không có đủ. Sáng thức dậy công phu rồi bắt đầu đọc ra tiếng, đọc ào ào ào, không có hít sâu vô nữa. Bắt đầu gì? Nó thiếu. Khi mà cái não mình nó hay lắm, nó thiếu một cái gì trong đó là nó bắt mình phải ngưng lại, nó không cho mình làm nữa, nó bắt mình phải đi ngủ, nó bắt mình phải đi nghỉ ngơi. Cho mình làm cái chuyện tụng kinh, mình làm cái chuyện lễ Phật, nó chịu không nổi. Nó không có thể nào nó làm được hết trơn á. Mình chống cự không lại nó. Như vậy là cái khí lực con người của mình nó không đủ trong cơ thể của mình, cho nên nó rất là khó chịu. Mà Ấn Tổ nói đi nói lại, nói tới nói lui về cái chuyện tổn khí. Khí là không khí, là hơi thở. Người tu tịnh độ đa phần là bị tổn khí, vì không biết hít sâu vào để lấy dưỡng khí vào trong người. Mà hàng ngày cứ tụng cứ nói, mà không tụng không nói, mà vọng tưởng nó cũng làm cho hao mòn đi cái khí lực. Vọng tưởng á, nó cũng làm cho hao mòn khí lực. Không nói gì đấy, nó cũng hao mòn khí lực. Như vậy hôm nay mình bồi dưỡng nó như thế nào? Hít chu cái mỏ lên cho người ta thấy, để người ta bắt chước. Một hơi thở vô là biết A Di Đà Phật rồi đó. Thở ra cái là A Di Đà Phật. Nhất là ngồi trên xe khỏe nhất, không nói năng gì hết, cứ ngã ngửa ra đó, hít chập cái bắt đầu buồn ngủ. Ngủ cái thức dậy cái hít thở nữa, khỏe vô cùng. Mà không an trụ vô được cái câu Phật hiệu, không hít thở được, ngồi trên xe giống như trên cái tù nó nhốt, không đi xuống cũng được, không có làm gì được, nó khó chịu vô cùng. Có nhiều người nó cắn rứt trong người mà phải ngồi chịu đựng, bởi vì nó thiếu dưỡng khí trong đó. Cho nên cái không khí
đối với con người chúng ta là một cái sức để nó sống và kéo dài cái thọ mạng. Dẫn nhà có ông sư huynh, năm nay ông 70 tuổi rồi, mình nhìn ông như bốn mấy tuổi, ông đẹp dữ lắm, ông tu tiên. Thầy hỏi ông sư huynh, ông tu, sư huynh tu tiên sao? Ông kêu là thương những người tu tiên là phát cái nguyện là không lập gia đình để dưỡng cái tinh lực. Và tu tiên đó nó giữ ba cái yếu tố gọi là tinh khí và thần. Rồi tối ông lên trên núi, ông ngồi trên đó bắt đầu ông hít thở. Ông thích thích trên cái đỉnh núi nó có cái dương khí tốt trong lành, ông ngồi mới hít thở vào cái giờ 12 giờ khuya đến 1 giờ khuya ông lấy cái dưỡng khí đó. Ở đó là lúc đó là nó thanh tịnh, cái dương khí trong trời đất nó triết ra những cái khí lực để nó làm cho con người mình khỏe, sống dài. Và cái tinh thần ông á, tinh thần của ông sư huynh á, là ông có cái nhóm để mà họ hội tụ, mà cái nhóm họ hội tụ là họ lên cái cõi này cõi nọ họ họp nữa chứ. Họ xuất hồn họ đi họ họp. Họ tu tiên lên cõi tiên đồ họ họp. Và ông nói là cái quan trọng là hít thở. Và nhìn hoan hỷ, tướng đẹp lắm khi mà ông gặp hòa thượng. Hòa thượng nói ông tu tiên, ông sống 800 tuổi đi nữa ông vẫn phải đọa lạc. Nếu ông giỏi lắm là ông làm người, ông chui vô bụng mẹ. Mà bây giờ ông chuyển cái tu tiên sang ông niệm Phật, ông về với Phật, ông thành Phật ở bên Tây Phương Cực Lạc, nó hơn cái cấp độ tu tiên. Nghe vậy cái bắt đầu chuyển cái tu tiên và ông đi xuất gia luôn. Cho nên khi mà mình tu vào một cái pháp gì mà nó chưa rốt ráo viên mãn á, mà mình nghe người ta khai thị mà mình chuyển hóa được là cái này căn lành mình nó sâu dài vô cùng. Ông chuyển qua tu Phật nhưng mà ông kêu sao nhớ lâu lâu cũng lên cõi tiên họp mấy bữa cho nó. Nó còn cái chủng tử đó. Nhưng mà ông khỏe, nhìn rất là quan hỷ mà thân tướng mạnh khỏe. Mà hầu như là lỗ mũi ông lúc nào cũng hít thở rất sâu. Luyện cái hơi thở nó thành thói quen luôn. Ông kêu là nhờ sức khỏe có là trong cái hơi thở, ăn cái hơi thở không khí là nó ăn được nhiều hơn và nó khỏe hơn là ăn bằng thức ăn. Ăn bằng thức ăn một ngày giỏi lắm người đó ăn chia ra đi 5 bữa đi nữa cũng không có khỏe bằng cái hít thở. Hôm bữa sao tự nhiên 1 giờ mấy nó thức dậy cái bắt đầu nó ngay trong đầu nó mệt. Mà biết là hôm qua là mình làm là tập trung vô công việc mình, không có hít thở nhiều rồi, thiếu rồi. Giống như cái bình nó thiếu cái dưỡng khí oxy trong đó rồi, nó thiếu cái năng lượng trong đó rồi. Bắt đầu đi vòng, hít cho thiệt sâu vô, hít bằng mũi thở bằng miệng, hít bằng mũi thở bằng miệng. Niệm câu Phật hiệu làm nửa tiếng cái tự nhiên sao nó khỏe lại liền á. Còn hơn uống sâm nữa, sâm Hàn Quốc không ăn thua gì rồi. Ô sao lạ vậy ta, đúng là cái không khí, cái dưỡng khí buổi sáng nó trong lành, nó khỏe quá vậy ta. Vô công phu khỏe không buồn ngủ gì hết trơn. Nên quý vị mà sáng thức dậy là mình gì, giống như cái máy mình mới bắt đầu chạy, mình roda mới bắt đầu chạy, mình đề ba cho nó nóng máy lên. Cũng vậy, cơ thể mình vừa ngủ thức dậy làm gì, vận động một chút xíu, hít thở cho thiệt sâu vô. Chút nữa mình lên công phu, mình hít thở thiệt sâu vô là người này ít bị hôn trầm. Hết một thời công phu rất là thoải mái trong người. Cho nên ba cái điều mà nó làm cho mạng sống con người mất, thứ nhất là tâm người này bất an, không ngủ được. Ban ngày ngủ không được mà ban đêm ngủ cũng không được. Thứ hai, người này không ăn được nữa. Do cái phước ăn của họ hết rồi, họ ăn một nửa, họ bỏ một nửa. Và họ ăn mặn như vậy, cái phước ăn hết rồi, ăn không được nữa. Là hai cái nguyên lý. Và nguyên lý thứ ba đó là không có hít thở cho sâu. Và lúc đó là nó thiếu ba cái yếu tố là không khí không có, hít thở không được và không hít thở nữa. Thì lúc đó không hít thở nữa thì hít sao? À, chuẩn bị chết rồi nghe. Vô phòng hộ niệm là thấy mấy ông chết là ông vậy không ạ? Gần chết là vậy đó. Là cái hơi thở nó ngắn, từ cổ rơ lên rồi từ từ cái bắt đầu gì? Ngã lăn ra chết. Còn người, có người oxy á, đưa vô cái oxy nó bơm rồi rút ra cũng vậy. Mà cái lúc mà nó hốt hoảng rồi gần chết rồi thở cái kiểu đó là không nhớ hít nữa đâu, không nhớ hít sâu vào nữa đâu.
Mà nếu mà cái lúc đó mà họ gì, họ chịu khó, họ hít sâu và họ bám vào câu Phật hiệu, thì chắc chắn người này thọ mạng còn là người này sẽ qua khỏi cái bệnh thọ mạng kéo dài. Cho nên Ấn Tổ nói cái lúc mà lâm chung mà đau bệnh mà người này niệm câu Phật hiệu, nếu thọ mạng họ còn là họ sẽ tiếp tục họ sống nữa, thọ mạng họ hết họ được vãng sanh. Cái điều này chúng tôi tin. Ông cụ thân phụ của chúng tôi, ông Thiện Chánh, bệnh suy tỷ, mà cái lúc ông gần ra đi, ông thở tội lắm, môi thì nó trắng bệt ra, mắt thì dịch ra, không còn chút máu, trắng bệt ra hết trơn, mặt mày thôi lạnh đi, té lên té xuống vậy, thở thở nhìn thấy nó thảm quá cỡ luôn. Chìm vô 4-5 bịch máu, cái nó hồng hào khỏe lên đi, thiếu máu, bị suy tỷ, nó không có sanh ra hồng huyết cầu nữa, nó làm mười mấy 20 lần. Cuối cùng ông về ông phóng sanh, ông qua đây ông phóng sanh, ông ăn chay, ông niệm Phật, lên không khí hít thở là nhất là cái dốc đó. Lần đầu tiên lên là chúng tôi phải ẵm ông cụ đi, sau đó rồi ông đi bộ, đi lên đi xuống ông hít thở. Cho hồi xưa mình thấy những cái người mà họ khỏe là họ làm nông, làm ruộng, ông xúc cát, xúc đất, mà khi mệt là mình phải gì? Mệt đó, mình phải hít thở mình mới làm nổi phải không? Thì sao? Hơi thở nó vận hành tim, máu, huyết lưu thông cho nên người ta khỏe. Ngài Hải Hiền suốt ngày ông đi, ngài đi cuốc đất cho nên ngài sống 112 tuổi quá. Còn bên suốt ngày cứ co ro trong người, trong nhà, còn không có làm gì hết. Ấn Tổ gọi là không nhấc tay động chân, ngài nói là không nhấc tay động chân là không lưu thông được huyết mạch, bệnh chết. Như vậy là hơi thở hàng ngày phải hít cho sâu. Mà người này họ không có niệm Phật, họ chỉ hít thở sâu thôi, tâm họ vẫn an trụ vô trong cái hơi thở, thọ mạng họ vẫn kéo dài, tinh thần họ vẫn an vui. Mà nếu người mà biết niệm Phật mà hít sâu vô, an trụ vô câu Phật hiệu nữa đó, thì chắc chắn người này tinh thần an ổn, ngủ ngon, nằm xuống là ngủ. Ngủ rất ít, 9 giờ mấy 10 giờ ngủ, 1-2 giờ dậy thấy nó khỏe quá chừng luôn, không buồn ngủ nữa. Sáng hôm nay 1 giờ rưỡi thức dậy chạy ra thử coi lại mấy thầy ở trong cái động đá đã thiếp vàng vô trong cái bài chú Đại Bi với danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát xong chưa? Vì trong cái động chúng tôi làm cái bàn Phật. Rồi bữa nay có mấy chú thợ đá ông làm, chúng tôi rất là ưng ý, rất là đẹp bài chú Đại Bi ở trong đó. Lấy vàng mà loại ràng 24 carat 3 số 9, ở ngoài Bắc nó gọi là vàng quỳ, nó làm nhuyễn thành bột lá lá. Mấy chú trên này ông ngồi cả đêm ông ịn vô cái bài chú Đại Bi, xong rồi lột ra nhìn thấy nó vàng, cái bài chú cả vàng thiệt luôn á. Kêu trời, vàng mà trang trí vậy đẹp hơn đeo trong người ha. Hô chạy ra thấy mấy ổng 12 giờ khuya mấy ổng làm xong hết rồi, đi vòng thấy nó quan hỷ trong người. Cho nên cái người mà họ thích trang trí bằng Phật thì cái người này lúc nào họ cũng hưởng được cái từ trường và gọi rằng gì? Hưởng thụ cái niềm an vui trong Phật Pháp ngay nơi bàn Phật. Bởi vì họ để toàn tâm họ thích thú trong đó. Còn cái người mà họ thích hưởng thụ cái nhà, họ xây cho thiệt lớn, họ đi vòng, họ vô ai họ cũng giới thiệu, rồi họ giới thiệu cái nhà không à. Rồi có nhiều người thì họ thích cái gì? Cái xe, có nhiều người thích đồng hồ, mỗi người có mỗi cái đam mê, quý vị không? Cái gì đam mê gì ạ? Có người thích ăn, hàng ngày họ phải có những cái món họ ăn cho khoái khẩu họ mới chịu. Giờ mình chuyển cái tâm qua là gì? Thích trang trí bàn Phật. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là thiết lập một cái chỗ để cái tượng Phật lên, thiết là tôn kính, thắp một cây nhang lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Quý vị tin điều nào? Mà làm sao nhìn thấy Phật đó như Phật thiệt vậy đó. Lâu Phật lâu nhẹ nhẹ chứ sợ Phật đâu à. Cho nên cái người mà họ niệm Phật rồi thì họ thích trang trí bằng Phật. Cái người mà họ niệm tiền, họ thích chất đống tiền họ để đó, họ giữ khư khư, không dám làm gì hết trơn. Họ niệm cái gì, họ thích cái gì, họ giữ cái đó. Nhưng mà trong kinh A Di Đà nói á, dầu cho chấp cái gì cũng khổ hết trơn à, mà chỉ có chấp trì danh hiệu là được phải không? Buông xả vàng
vạn duyên, không có chấp cái gì nữa hết trơn. Thân này cũng không chấp, nhà cửa cũng không chấp, ruộng vườn cũng không chấp, tiền bạc cũng không có chấp, không có dính giữ mắt nó. Bởi vì mình dính mắt nó lúc lâm chung mình cũng không mang đi theo được, mình khổ với nó rồi mình bị đọa lạc. Còn mình chấp trì danh hiệu, tâm mình an vui, nó có công đức, có phước báu rồi, tất cả cái gì cũng có. Điều này chúng tôi nói là nói thực, chứ không phải là nói một cách hoang đường, nói để mà cho quý vị ăn bánh vẽ, bánh vẽ, không phải. Từ năm 2000 đến 2007 nó thiếu thốn mà, thiếu thốn mọi bề, không có ai lên ở với mình hết cả. Có mình với nhàn với ông cụ lủi thủi, mỗi lần đi giảng là phải gì? Nhờ mấy người lên ở chung canh ông cụ, coi ông cụ giùm. 2007 bắt đầu niệm câu Phật hiệu phóng sanh, in kinh làm đĩa tặng cho người ta, rồi bắt đầu từ 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 nó có cái phước báu, rồi bắt đầu nó mới gì? Thay đổi cảnh giới, người ta đến với mình, người ta đến đây người ta tu tập. Cho nên cái câu Phật hiệu chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu nổi, đăng địa Bồ Tát cũng không hiểu nổi. Cho nên mới nói là gì quý vị? Cái câu Phật hiệu này nhân chùm biển quả, quả tột nguồn nhân, nhân quả đồng thời, tức nhân tức quả. Lắng nghe. Cái câu Phật hiệu này nhân chùm biển quả, tức là từ hàng địa ngục cho đến Phật. Cái câu Phật hiệu này điều phù hợp có thể giúp cho họ chuyển cái nhân ác để làm cái nhân thiện, để chuyển ác hành thiện, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Từ cái người ở dưới địa ngục cho đến cảnh giới Phật, câu Phật hiệu này bao trùm hết. Cảnh giới nào cũng có thể tu được hết, và cảnh giới nào cũng có thể lấy cái nhân địa này tu được hết. Nhân chùm biển quả, quả tột nguồn nhân. Người niệm Phật này là thành Phật, gọi là niệm Phật thành Phật. Cái quả này nó tột cùng của cái nhân, và nhân tột cùng của quả, và nhân quả đồng thời. Cái người niệm câu Phật hiệu rồi, tức nhân tức quả, nhân quả đồng thời. Khi mình niệm câu Phật hiệu đó, tức là mình niệm được cái tánh giác của mình, và niệm được cái quả giác của Phật. Mà cái quả giác của Phật đó đó gọi rằng là thị giác, gọi là bản giác. Mình lấy cái thị giác, tức là cái tánh đức của mình niệm, thì cái bản giác này với cái thị giác này nó sẽ gặp nhau, nó sẽ thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà trong cõi này mình không đủ thời gian, mình phải về tới Tây Phương Cực Lạc đó, mình gặp Phật A Di Đà, tiếp tục mình tu mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn ở cõi này, để mà mình niệm Phật tam muội rồi mà không nguyện vãng sanh rồi, cũng không thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì cái thọ mạng mình, cái thời gian mình không đủ để mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác trong cõi này. Cho nên thành ra phải về Tây Phương Cực Lạc, nó mới thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị hiểu chỗ này không? Nhưng mà có nhiều thầy, nhiều hòa thượng, nhiều Phật tử nói rằng đang sống sờ sờ về mà kêu người ta chết để về cực lạc. Về cực lạc không phải chết đâu. Cái thân thể này nó ngưng thở rồi, tạm là chết. Mà thực ra cái tâm thức của mình nó ký gửi liên thai đi về Tây Phương Cực Lạc, không có chết. Muốn để lại cái xác thân này nguyên vẹn luôn á, như Ngài Hải Hiền, như Lục Tổ Huệ Năng, cũng như Ấn Tổ để lại 32 cái răng. Ở trong này ai để lại gì à? Báo trước đi. Có để lại gì không? Để lại nấm cho ha. Cái lòng tham con người nó có 5 cái chi để mà nó vướng mắc vô và nó phát triển cái lòng tham. Thứ nhất là tài, thứ hai là sắc, danh, thực, thì. Tài, sắc, danh, thực, thì là 5 cái này gọi là 5 cái lòng ham muốn của chúng sanh. Hàng phàm phu đều dính mắc vào 5 cái này gọi là ngũ dục. Con người mà háo sắc là sẽ chết vì sắc. Con người mà gì? Háo tài, háo đấy tức là ham muốn, là sẽ chết vì tài. Người háo danh, chết vì danh. Ham ăn
cũng chết vì ham ăn. Ham ngủ, có nhiều người ngủ chết luôn, gọi là nằm trong ngũ dục. Người muốn vãng sanh ngũ dục phải làm nhẹ đi, nhẹ tối thiểu đi, và nó không có phát tác được, mình tự chủ được, thì lúc lâm chung mình có thể vãng sanh được. Lúc lâm chung không có thích gì của cải, không thích về vật chất, không thích cái gì nữa mà quyến luyến cái thân này. Có cái chú em của chú Khánh hôm nay ngồi đây nè. Hôm trước ông già bị bệnh mang lên đây hộ niệm. Hộ niệm xong rồi gia đình muốn mang về quê để chôn. Cái ông già ông không chịu, ông nhập vô đứa cháu ông nói: "Thưa thầy, con muốn để cái xác con ở đây." Cái trời, ông chết rồi cái xác ông ở đây nó thúi chết, ai chịu nổi mà ông muốn để đây. Một là thiêu đi, còn hai gia đình muốn mang về thì cứ thôi cho cái xác mang về, rồi ông đang ở đây niệm Phật chứ có cớ gì đâu mà ông bắt cái xác phải để đây chung luôn. Rồi để đây nó thúi, ai mà chịu cho nổi. Bây giờ ông chấp vô cái xác của ông, cho nên ông kêu không, ông muốn cái xác ông để đây à, ông muốn mang đi thiêu, ông muốn mang đi về. Thì chúng tôi mới khai thị nói vậy, xong ông kêu thôi cũng được, thôi mang đi đi. Ghê không? Trong tất cả các sự tham luyến, khi nó buông tay không tham luyến nhà cửa của cải vật chất danh vọng, nó không tham luyến được rồi á, nó bất lực rồi đó, thì nó tham luyến cái xác thân này. Mà tham luyến xác thân này bây giờ cũng không thể nào tham luyến được nữa, hơi thở không thể tồn tại, tâm thức không thể tồn tại trong cái thân này nữa, bắt đầu nó bám vào trong cái nghiệp. Nghiệp thức đó là nghiệp thức tham, bắt đầu là cửa ngạ quỷ bắt đầu mở ra. Ông tổ nói cái bụng giống như cái biển. Mình hồi trước giờ nghe nói cái bụng như cái trống là mình thấy ớn rồi ha. Cái cổ như cái kim là mình thấy ớn rồi phải không? Nghe nói cái bụng như cái biển, cái cổ như cây kim. Hết loài ngạ quỷ bắt đầu lên loài súc sanh, hết loài súc sanh làm người, mà người đó gì? Ở thuê, ở mướn, ở đợ, rất là khổ cực, bị người ta xài xẻ. Cũng là một con người, người ta có thể làm Phật được, mà vì sao người ta ra cái nông nổi như vậy ta? Bởi vì họ không biết tích lũy cái nhân giải thoát sanh tử luân hồi. Đó là cái nhân Nam Mô Di Đà Phật, cái nhân Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cái nhân thần chú Đại Bi. Họ không tích lũy được cái nhân này, không ai nói cho họ nghe, và họ không có tin, và họ cũng không có thể hành trì được cái nhân này. Và họ chỉ bám vào cái nhân tham sân si. Bữa có sư cô đó cũng tội nghiệp. Mà thường mấy cái người lừa gạt, người ta hay đánh vào cái lòng tham mình nha. Tới cái là mang vàng rồi tay đồ vàng tùm lum hết trơn, không biết vàng giả hay vàng thiệt nữa, nhìn thấy mang cùng hết trơn. Hỏi cô ở đâu vậy? Kêu con có cái tiệm vàng ở Ban Mê Thuộc á, con xuống đây nghe sư cô nói xây cái chùa, cho nên con xuống đây để con cúng xi măng, con cúng sắt. Xây cái chùa bao nhiêu vậy? Kêu là xây cái chùa gần 10 tỷ. Kêu vậy con cúng nửa ngang. Trời, nghe khoái chí quá rồi, thích quá rồi. Kêu con đang chở một số xi măng sắt thép đội trên kia đi xuống đó, mà xe bị công an nó chặn lại rồi. Cho nên mình ra bây giờ phải lên để mà đưa một số tiền quá tải, với hai trả tiền xe đồ này nọ. Thôi sư cô gửi cho con trước 50 triệu, trăm mấy chục triệu, như là 200 mấy phải, để con lên con giải quyết đồ xong rồi con chở xi măng, con chở đồ đạc xuống cho sư cô. Mà cái cổng này phải đập nửa xe mới vô được, xe lớn dữ lắm. Xài đệ tử ra đập rầm rầm, đập gãy cửa gãy đồ hết trơn, đưa 200 mấy triệu đi đâu mất tiêu không thấy tới nữa. Trời ơi. Do gì? Do cũng tham đúng không ạ? Đây. Rồi ngồi đó buồn kể lễ với Phật tử đủ thứ hết trơn. Họ mà vô chúng gặp chùa chúng tôi là họ chặt mánh à. Chúng tôi không có xây chùa cho nên thành ra họ không có lừa chuyện này được. Thành ra con người mình vì lòng tham mà họ lừa gạt mình được, mà vì lòng tham mà nó giết mình chết. Cái chất độc này nó ở trong con người của mình á, nó làm cho mình khổ đau, và gia đình mình khổ đau, và thân bằng quyến thuộc và mọi người đều khổ đau. Giờ con lắng nghe chỗ này quan trọng nè nghe. Ấn Tổ nói dạy con trong lúc nào? Dạy con trong lúc mang thai, tánh tình mình không tham lam,
Rồi dạy con trong cái lúc 1000 ngày là sanh ra 3 năm mình không khởi niệm tham lam. Dạy con biết bố thí, biết thương yêu loài súc vật. Bữa nay chúng tôi thấy gia đình hầu như bị đổ nát nhiều lắm. Vừa rồi trên tỉnh thất, chủ nhật vừa rồi đây chúng tôi giảng xong, hình như chắc hai chị em của cô bé này chắc còn ngồi ở đây, chắc còn ở đây. Nhìn bé này mặt mày nó hảo tướng đẹp lắm, có phước tướng nhìn nó đẹp hoan hỷ vô cùng. 25 tuổi dắt theo đứa em học khoảng lớp 10 lên khóc bù lu bù lo, nói thưa thầy, mẹ con bỏ ba con lấy chồng khác, phá thai quá chừng. Lúc trước thì biết tu, bữa nay không tu nữa, không ăn chay nữa, ăn mặn, rồi hành hạ chị em tụi con buồn quá, con vô đây con ở nhà trọ 2 tuần mà con thấy giống như cực lạc, an vui quá chừng, con ở cái nhà như cái địa ngục, con quá trời khổ luôn, con phải ra đi thôi, con không thể nào chịu nổi. Suốt ngày chửi rủa con, rồi làm ăn không có tiền, kiếm chuyện đủ thứ hết, con phải dắt em con đi vô trong này. Con muốn ở trong này luôn, mà bây giờ con ở trong này luôn rồi, sao mà em con có tiền đi học. Chúng tôi nhìn cái hoàn cảnh chúng tôi thấy quá trời là bi đát, quá bi đát. Con nó phải ra đi như vậy. Và chúng tôi hỏi cái chú thanh niên là ai, kêu bạn trai của con. Chúng tôi mới nói, nhìn thấy mẹ mình bước đi đã bị sụp đổ như vậy rồi, đừng bước theo, bước chân của mẹ mình nó sụp đổ theo. Vết xe trước đi nó đã sụp đổ rồi, vết xe sau cũng vậy. Giữ mình cho hết sức cẩn thận, nhất là còn trẻ, giữ thân không được đã phạm giới tà dâm phá thai, nó nguy hại vô cùng, nguy hại lắm, hết sức cẩn thận. Chúng tôi nghe chúng tôi thấy cảm động vô cùng, kêu thôi cho thầy cái số điện thoại, khi nào thầy giúp được cái gì thầy giúp. Thì chúng tôi thì có cái ngỏ ý muốn cho tiền cái đứa nhỏ này học lớp 10 á, cho nó đi học. Thấy tội nó quá. Mà cô này cô chỉ xin số điện thoại chúng tôi thôi, cô không có cho, cô cũng im, cô cũng không có gọi, hỏi không có gọi lại. Chúng tôi cũng không biết số điện thoại cô để gọi. Người này họ cũng có tính lòng, tấm lòng tự trọng. Thì chúng tôi mới thấy rằng là con cái bây giờ ra khỏi nhà là do cha mẹ. Cha mẹ không có hòa thuận, cha mẹ không biết dạy con cái, cha mẹ không thấy rằng một cái đại gia đình là một cái tổ ấm để xây dựng một cái đại gia đình này trong cái niềm hoan hỷ, an vui. Cho nên nó phải rời khỏi gia đình này nó đi. Nó kêu con về tỉnh thất xa lạ, không phải gia đình, mà sao con thấy nó thân thương, lên ăn cơm ai cũng vui vẻ. Mà bữa nào con ở nhà con ăn cơm mẹ con cũng chửi con. Đây là một cái cảnh mà chúng tôi thấy nhiều gia đình bị vướng phải. Cũng từ lòng tham của con người, tham sắc, tham tài, tham danh, tham thực, tham thì, không đè nén được cái lòng tham này, phước báu bắt đầu nó cạn mỏng, bắt đầu nghiệp ác nó tới rồi, kêu trời không thấu. Lúc đó có niệm Phật, nhưng mà không đủ sức để chuyển hóa, chuyển không nổi. Phải tu ngay cái nhân từ bây giờ, bỏ đi cái tham dục, tài sắc danh thực thì, chân thật niệm câu Phật hiệu, Phật lực gia trì, rồi từ từ đầy đủ, gia đình đoàn viên an định. Quý vị có công nhận là không có hạnh phúc nào lớn bằng một cái gia đình hạnh phúc an vui. Cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ tới trung thành, phải không quý vị? Chắc là quý vị có cái cảm giác giống như chúng tôi. Nhiều lúc chúng tôi nói một vị thầy, vị chú đó không nghe, trong lòng buồn. Buồn không phải phiền não, mà mình buồn là người này thế nào cũng gặp nạn. Họ không tin người đi trước, họ không tin lời người đi trước. Cho nên cha mẹ mà khi thấy con cái hư hỏng, cha mẹ buồn, buồn vô cùng. Thầy tổ mà khi thấy học trò, những người ở dưới mình á,
họ không vâng lời chân thật làm theo, buồn. Cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi là quý vị biết cái niềm vui gì không? Vị thầy, vị chú đó gặp nạn, hoặc giả là ông phiền não, hoặc giả là ông đến nói sao, bây giờ con giao hết cho thầy, thầy tính giùm con. Lúc đó tính được liền, tính với ổng một cái một là được liền, là ổng theo cái tính của mình. Chứ còn lúc đó ổng tính gì cũng không ra, giống như con ruồi mà nó ở trong cái tơ mà con nhện đó, nó bao cái tơ về, con ruồi nó bay vô dính rồi, nó dãy gì đi nữa nó cũng nằm trong cái đó, chứ nó không có thể thoát ra khỏi được. Nó dãy gì nó cũng nằm trong cái vọng tưởng, không thoát ra được. Tính toán cái gì nó cũng nằm ở trong cái vọng tưởng. Cuối cùng là sao? Nhờ người khác giúp mình ra khỏi, tính cho mình cái xong. Người ta bên ngoài cuộc người ta sáng hơn mình. Nghĩa là sao? Lắng nghe nè. Lập gia đình vẫn cứ ở với cha mẹ, tuy rằng mình tài giỏi, mình là bác sĩ, mình kỹ sư, mình giỏi hơn cha mẹ nha. Nó đổ nghiệp ra, nó vướng mình, không có thể nào mình có thể gỡ ra được. Vậy mà cha mẹ mình gì? Giúp cái mình qua cho coi. Tuy rằng bà dở hơn mình vậy đó, vậy mà giúp mình cái qua cho coi. Bởi vì có phước cho nên bà sanh mình ra được. Bà không có phước là lúc đó bà không có duyên với mình, bà không có, mẹ mình không thể sanh mình ra được. Hoặc giả sanh nửa chừng mình cũng chết trong bụng, hoặc giả mình ra nửa chừng mình chết à, mình sống vài năm mình cũng chết à. Thành ra là mẹ mình có phước hơn mình mới sanh mình ra được, cho nên phải ở với mẹ. Tuần sau là dỗ sư cô Liên Phương, mẹ chúng tôi. Chúng tôi lo lắng, suy nghĩ để làm gì quý vị? Thỉnh quý thầy, quý sư cô cúng dường một bữa ăn, cúng dường tịnh tài, cúng dường pháp bảo, chắc chắn là có được cái bộ sách Tinh Hoa Lục cúng dường. Để mà gì? Lấy cái phước đó hồi hướng cho mẹ. Đáng lẽ Tịnh Thất Quan Âm phải bỏ tiền, biết Phật tử cứ gửi tiền vô để cúng dường, không có kêu gọi gì cả, từ họ gửi vô để cúng dường. Khi mình khởi một cái niệm lên có hiếu với cha mẹ, khởi cái niệm lên vì chúng sanh đó, thì sao nó đầy đủ hết trơn à. Còn mình khởi cái niệm lên cho chính bản thân mình để mình đi tìm mà sao nó vất vả thế không biết nữa. Quá vất vả. Lúc trước mà thôi, từ năm 2000 đến 2007 mà hai cha con đi làm đủ chuyện hết trơn. Chúng tôi đi giảng, đi coi phong thủy, đi cúng, đi làm đủ chuyện hết trơn, vậy mà nó vẫn thiếu thốn cái gì à. Mà sao bây giờ bắt đầu là gì? 2007 chân thật niệm Phật, rồi bắt đầu là phóng sanh, hướng dẫn Phật tử tu tập, rồi hàng mỗi hàng chủ nhật lên giảng, rồi bắt đầu làm đĩa ra tặng cho Phật tử, rồi từ từ vì chúng sanh, rồi bắt đầu cái phước báu nó có rồi. Cái gì nó cũng có. Vì người thì mình sẽ được đầy đủ, vì mình không vì người mình sẽ mất mát hết cả. Điều này khó hiểu, khó làm vô cùng. Phải chuyển hóa được lòng tham, chúng ta mới làm được điều này.